He's good, he's good. Khỏe không anh? Khỏe không em? Dạ, Chris nè, dạ chào anh. Chris, tại sao cậu không ra ứng cử chức giám sát viên hay là chức dân biểu? Em đã đang vận động cho cái ghế đó anh à, nhưng okay. Mà nó chưa có trống thôi. Ồ vậy hả? Dạ, phải okay. Chờ kết quả của Janet làm sao. Dạ vâng, dạ. Thì cần làm đi. Dạ. Rồi sẽ ra tranh cử chức thượng nghị sĩ hay là dân biểu của liên bang đó. Em ráng từ từ anh. Cậu từ từ. Làm dạ, được điều đó, dạ, đồng dạ, bào sẽ ủng hộ dạ. Cậu. Cho xin gửi danh thiếp với em cho. Ok, nha, ok. Dạ. Xin anh tên gì anh? Tôi là Đại, Trần Quang Đại. Dạ, tên anh Đại, dạ. Ok. Cảm ơn Đại nha anh Đại. Vâng, dạ, dạ. Từ đây ra vô, dạ cảm ơn nha. Dạ, mình cảm ơn. Nha. Dạ, cảm ơn. Lắm, dạ. We love you, ok. Cảm ơn quý chị nha. Dạ, dạ. Ok.